Hôm nay Liam gửi hàng cho bạn Bảo Ngọc đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Đầu tiên là set 40 tấm sticker, món thứ hai cũng set 40 tấm sticker luôn mà mẫu khác ha. Tiếp theo là túi bóng loại 50 cái nè, và cuối cùng là hai bạch bông nhồi Swissy. Bây giờ hãy cùng với Liam gửi hàng cho bạn Bảo Ngọc đến từ thành phố Hồ Chí Minh nha. Tổng đơn của bạn là 4 món, số tiền là 98k cả tiền ship luôn ha. Một đơn hàng mini nhưng rất là xinh nè các bạn. Đơn của bạn Trúc Chi đến từ Vũng Tàu. Bây giờ hãy cùng với Liam gói hàng cho bạn Trúc Chi đến từ Vũng Tàu nha. Bạn mua 2 hộp móc khóa handmade. Tổng đơn là 83k cả tiền ship luôn. Đơn hàng này Liam gói hàng cho bạn Văn Đinh đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Đầu tiên là sticker nhũ Hàn Quốc. Món thứ hai là hộp sticker hình con tem. Tiếp theo là hai tấm sticker trong suốt. Và cuối cùng là một cuộn tem cảm ơn. Tổng đơn của bạn là 4 món. Liam cảm ơn bạn Văn Đinh đã ủng hộ shop của Liam nha. Đơn hàng của bạn Ngọc Linh đến từ thành phố Hồ Chí Minh nè. Món đầu tiên là một set 12 tấm sticker hiệu Comi. Món thứ hai là set 40 miếng sticker cung Hoàng Đạo. Tiếp theo là hộp 50 tấm sticker rồi, hộp nhỏ nhưng mà rất là xinh ở bên trong đó các bạn. Và cuối cùng là túi đựng bút trong suốt hoạt hình rất là rộng. Rồi bây giờ Liam gửi hàng cho bạn Ngọc Linh đến từ thành phố Hồ Chí Minh nha. Đơn của bạn tổng hết là 5 món, bạn đã thanh toán trước rồi ha. Đơn hàng này Liam gói hàng cho bạn Hồng Phúc đến từ Bến Tre. Đầu tiên là da rọc giấy có gắn icon. Món thứ hai là phấn mắt, bạn lấy số lượng 1. Món thứ ba là vớ, số lượng là 2 đôi. Món tiếp theo là nhíp gấp sticker. Tiếp theo là tất ngắn màu trơn. Cuối cùng là da rọc giấy, số lượng 3. Bạn nói là lấy cho bạn 3 màu khác nhau ha. Bây giờ hãy cùng với Liam gói hàng cho bạn Hồng Phúc đến từ Bến Tre. Bạn mua tổng hết là 6 món ha. Tổng đơn là 153k cả tiền ship.
Hôm nay mình gói hàng cho bạn Diễm Phương đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Món thứ nhất là set 46 tấm sticker rồi, tiếp theo là 24 miếng sticker loại ta, món tiếp theo là sổ sticker mini, tiếp theo là túi đựng bút răng suốt, một chiếc lược gai, mắt xe đầu, một set móc khóa handmade, một vỉ này làm được hai cái móc khóa nha các bạn. Và cuối cùng là một set 24 miếng sticker. Bây giờ Liam sẽ gói hàng cho bạn Diễm Phương. Liam cảm ơn bạn Diễm Phương ở thành phố Hồ Chí Minh đã ủng hộ shop Liam nha. Đơn hàng của bạn tổng hết là 7 món á. Đơn này bạn đã thanh toán tiền trước rồi. Đơn hàng này của bạn Hoàng Anh đến từ Hậu Giang. Bây giờ hãy cùng với Liam gói hàng cho bạn Hoàng Anh nào. Món đầu tiên là bút mực xanh, số lượng 6 cây. Món thứ hai là móc khóa handmade, một hộp có 4 món bên trong ha. Và cuối cùng là 50 sticker rời, số lượng là 2 hộp. Liam cảm ơn bạn Hoàng Anh ở Hậu Giang đã ủng hộ shop Liam nha. Đơn của bạn là 3 món, 69k cả tiền ship luôn. Đây là đơn hàng của bạn Nguyên Võ đến từ Bình Thuận. Bạn mua 2 chiếc rổ nhựa có đính sam nè các bạn. Bây giờ Liam sẽ gói hàng cho bạn Nguyên Võ đến từ Bình Thuận nha. Liam cảm ơn bạn Nguyên Võ đã ủng hộ shop Liam ha. Tổng đơn là 55k cả tiền ship luôn nè.